ta đã đánh đổi nửa năm tuổi thọ để có được con mắt của tử thần. Giờ đây ta sẽ giết tên eo bí ẩn này. Chỉ cần nhìn thấy ngươi thôi là ta sẽ tiêu diệt ngươi. Ta sẽ tiêu diệt tên eo ở lần gặp đầu tiên. <laughs> hắn sẽ không biết gì sao mà hắn chết đâu. Xin chào, cậu có phải là Lajagami không? Uchiha Itachi <laughs> à? ta đã biết tên ngươi rồi. Bây giờ thì Vĩnh biệt nhé Yêu Vô lòng kiểm tra kỹ những gì mình ghi nhé What? Lai Yagami chết do giảm phải phân bò Tôi đã mua gamepad ở shop cài game giá rẻ rồi Anh không thể nào qua mắt được tôi đâu Hello anh em, chào mừng đã trở lại với quý trò gamer, youtuber bựa gặt số 1 Việt Nam Xoay quanh cái sự kiện mà ít biết update Update nhỏ này anh em là có một cái vấn đề đó là chúng ta có khá nhiều sự lựa chọn và không biết là lựa chọn cái gì cái vé ở dưới đây nè các bạn thì mỗi ngày nó chỉ cho mình một vé thôi nha còn nếu muốn mà hồi tất cả thì nó sẽ mình sẽ bấm nút này và mình sẽ hồi bằng 100 robot xài 100 robot để hồi ba vé do đó thì hôm nay tôi sẽ đi tìm là cái cách nào mà mình xài cái vé này nó hợp lý nhất mỗi ngày chỉ được có một vé thôi chứ không nhiều đâu mới vô thì được ba vé thôi chứ còn mỗi ngày nó chỉ cộng cho mình một vé này thôi đầu tiên là về cái chế độ chơi anh em nếu mà các bạn yếu thì các bạn cứ đi nô mồ còn nếu mà các bạn cảm thấy mình mạnh á, hoặc đội hình bạn ổn á, thì bạn nên đi extreme không thì đi hai người đi hai người là hợp lý hơn cả một người nhiều khi mình thủ không nổi nhưng mà nếu mà bốn người thì quái nó mạnh quá do đó thì khuyên các bạn này đầu tiên nên đi extreme và thêm một cái nữa đó là chọn cái này banner x banner y gold hay là chọn cái gì thì theo tôi thấy là chọn cứ chọn này trên form Game với Gold này nè Thì game với Gold nó cho nhiều lắm Nếu đi Normal nó chỉ cho khoảng 500 kim cương thôi 500 kim cương với khoảng chừng 1.000 à, vàng, 1.000 gold đi ha à, Nhưng mà nếu đi Extreme á Thì nó sẽ cho nhiều hơn à, Nó cho được khoảng gần 2.000 nếu mà các bạn đánh thắng Còn nếu mà các bạn đánh không thắng thì nó lại cho khác Ví dụ như đội hình của tôi giờ ha Thì đội hình này tôi đánh sẽ không thắng nổi đâu Để, để tôi đánh tới kia là tới đâu ha Tại nó tùy theo cái con quái nó chạy ra này nè các bạn Nó mỗi cái trận khác nhau á Con quái này nó sẽ có cái thuộc tính khác nhau Ví dụ như ra cái con hệ cây á Thì cho Honda của tôi á, hệ lửa nó đánh được Chứ còn ra mấy con hệ khác thì nó không khắc nổi Thì nó hơi hiu xíu Tùy theo cái hệ này mà cái hệ này nó ra từ lưa học dứa tên à Nó ra ngẫu nhiên cho nên là nó hơi khó Nhưng tôi thấy cho dù mình đi không được nhiều đi nữa Thì đi tiêm nó vẫn lời hơn nha Nhưng mà tốt nhất là nên đi hai người Tôi nghĩ là đi hai người tỷ lệ nó thắng là cao. Thắng hoặc tới quay 15 là là ngon rồi. Đi một người ít lắm, một người có được khoảng chừng 500 kim cương thôi. Rồi giờ tôi sẽ cố gắng thủ để coi là mình đi từ tới quay bao nhiêu. Nếu mà đi to Honda thì cứ để như vậy thôi, tới đây rồi mình bắt đầu mình đặt. Tới đây là tới quay 3 bắt đầu nó quái nó xuống tới đây thủ ở đây một phát. Rồi sau đó ly lên trên đặt cho Honda nữa là thủ là tôi thấy ổn là là sống dai được, không thua thôi. Đó. Cái này là mình không có khắc hệ nó Mà nó có 4 ngàn mấy thôi Còn đây thì cứ chỉnh stronger Để cho nó đập phát Rồi lên đây thì lại đây nè Đi e nó sẽ cho nhiều hơn Nhiều hơn uh, gấp đôi thì không không phải gấp đôi nữa Tôi không hiểu nha Gấp đôi thì không Phải là gấp 3, gấp 4 lần á Cỡ vậy đó anh em Chứ không phải gấp đôi phần thưởng nữa Nhưng mà e đi thì nó khó hơn nhiều 400 mà uh, bình thường quá có 400 máu giờ nó lên 4.000 máu thì nó hơi căng đúng không đó, rồi lên đây đặt luôn Đó Ủa chưa có tiền, ý chưa có tiền Đó, đừng có farm nhiều quá Sống sót là tên hết Yêu cầu phải sống được cái hả Chứ còn lo farm quá Không sống được thì cũng vậy thôi Đó, cứ gần 26, 28 Kim cương làm hoài luôn Giết càng nhiều quái càng tốt Sẽ cố gắng để chéo Eren ra Tôi sẽ thủ sau đó farm tiền Để kiếm Eren, nhưng mà thật sự là không ADN cũng không đập nổi tụi này nữa nha, nhưng không sao hết, mình um, cố gắng ăn được nhiều hay nhiêu thôi chứ không cần phải chiến thắng mà số tiền nó vẫn nhiều hơn là đi normal, do đó thì cứ đè chim mà đi thôi em không cần phải sợ. đó, đây bao giờ full thì phải, bốn giờ full thì up lên, đó, cứ cho hai anh coi ở trên đây mấy thằng thằng coi ở dưới thì để thủ Địa phòng là quái nó chạy Gà long gà nhông đây nè, nó chạy nhông nó chạy lạc gì đó mất công, Thế anh em phải nó nhảy không? 56, 57, 74 gold gì đó nhảy liên tục <laughs> Tôi thấy uh, map này sao đặt đô đen á Quái đó vẫn cứ đi bình thường à <laughs> Cảm giác đặt đô đen nó không có ảnh hưởng gì sao á Đặt đô đen nó không ăn được nhiều hết trơn nè cũng uh, nếu mà có thì cũng ráng mà đặt nhưng mà tôi thấy là đặt đâu đi thì đặt mấy con quái nó đi thì nó cứ đi thôi cho nên cứ cố gắng đặt về kiếm area cho nó càng Thấy nó nổ bụp 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 một hồi là... Tôi có ghi lại cái số kim cương với số con ban đầu rồi. Một hồi chỉ ngồi tính từ ra thôi là ra được là tận này mình đi được bao nhiêu. Rồi, tới quay 11. Quay 11 có Eren rồi anh em. Mà chưa có anh Tuấn Khỉ. Bán con luôn. Để đặt Tuấn Khỉ đây, nọ Vậy là chúng ta có Eren rồi. Ăn xong giờ bút đam thôi. Tôi tính đặt ở trên, đặt Eren ở trên. Nhưng mà đặt ở trên sợ sợ tụi nó mạnh quá nó đập chết cho nên thôi đặt ở dưới đó vẫn chưa đủ tiền để up Eren luôn ha <laughs> khá là nghèo tại vì nãy tôi không có up cái con farm tiền nhiều anh em đó Netway quay là dư xăng rồi ăn xong giờ bút đam lên và cho Eren càng nói chung là sẽ không thắng đâu đó không không thắng được trận này nhưng mà mình sẽ cố gắng mình câu lâu nhất có thể thôi cố gắng sống sót thôi đó tôi thấy thì adn càng là ổn tại tụi này nó nó ra nhiều mà nó ra nhanh quá cho nên cách bình thường tôi thấy không hiệu quả cho lắm ví dụ như đặt cho honda đập đập thì đập nhưng mà lúc sau lúc sau nó không có chết nổi đây nào chuẩn bị nó lên cả triệu máu nè cho nên câu vậy câu cho adn càng ăn được bọn bọn đó nè đặt đâu đen tôi thấy đặt cỡ nào đặt mà nó cũng khó dính hết lắm có cái tụi này nó chạy nhanh như điên vậy đó, đó. adn càng thì ít nhất cũng càng được hai lần đó thêm anh adn này nữa coi cái bút đam được không đó, nó càng qua là bắt đầu nó nhảy số cho thấy hàm đây đây đó 30 69 đó bắt đầu bắt đầu vàng bạc tiền bạc nó xanh đỏ với vàng gì nó nhảy số tùm lum hết trơn nó cứ một lần vậy là 50 gold nó cho nhảy hai phát là được 100 gold rồi <laughs> kiếm tiền không khó đâu nè đặt ở đây, đây thấy nó cũng hợp lý nè tại tôi gắn hợp phẩm vi á cho nên là đó, đó 28 30 27 kim cương đó 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 thấy hàm chưa càng quá không biết có hạ được nó hay không hạ được con này thì mới có thể uh, triệu hồi Eden được nữa không thì nó vô nhà luôn không sao hết nó thích vô thì cho nó vô luôn còn nó chịu mấy máu lận rồi đi ra thăm thấy gọi là mình được bao nhiêu uh, kim cương ha bây giờ đây là cái số mà kim cương với số gon hồi nãy tôi ghi lại nha bây giờ là số mới nè là bốn với lại 19038 rồi chuẩn bị sẵn máy tính luôn nè rồi tôi sẽ tính cho anh em coi là 41 uh, 41807 đúng rồi đó là 41807 nè trừ cho cái số ban đầu hồi nãy là 40 mấy nè đó là được 1 3. tức là đi tận hồi nãy dạy đi mới tới quay 15 thôi chưa thắng vẫn còn nhiều quái ra là được 1 3. kim cương ghê chưa không cái số này nó sai sai hay sao ta Sao được uh, gold nhiều dữ vậy Không biết tôi có ghi lộn không ta Gold thì được tới 3.000 gold ghê vậy Chắc ghi lộn đó anh em Chắc chừng 1-2.000 thôi chứ Gold gì tới 3.400 ghê vậy <laughs> Có lẽ là hồi nãy mình ghi lộn số nào đó chăng Chứ hơi bị nhiều ta Tới 3 4 cái uh, gold lần hả Mà tôi nhớ gold cũng có 2.000 trở lên đó anh em Đi một trận này mình được khoảng 1.000 mấy kim cương 1.300 kim cương Mặc dù là chưa thắng thì tôi thấy cũng khá là lời Ví dụ như một trận mà 1.300 kim cương Thì mình đi bây giờ mình mua 100 robot đi đó Ví dụ uh, Amin không biết có đưa tiền cho mình không 100 robot đi là mình đi được 3 trận Là mình mua 100 robot Là mình đi được tới gần 3.900 Rồi 4.000 kim cương 4.000 kim cương Giá bên đây là 100 robot có nhiều 100 robot yeah. 250 robot Thì nữa cũng được có 250 kim cương thôi nhưng mà cái này thì mình không phải cài, mình không có cài chất giả, rồi cái kia thì mình phải đi nhưng mà về cơ bản là sẽ không ai mua cái kim cương ở chỗ này hết các bạn, tại vì mua cái này nó quá mắc, rồi còn một cái chỗ nữa đó là cái chỗ AFK thì tôi nghĩ chắc cũng không ai xài đâu. Bây giờ thay vì AFK thì mình đi mình bỏ luôn trăm robot mình đi cho rồi, tại vì AFK này nó lâu lắm, chỗ AFK nằm ở chỗ nào trên thế giới ta? AFK bây giờ nó nó lâu, nó xa vời lắm các bạn bạn AFK một ngày bạn được khoảng 2.000 kim cương thì 2.000 thành ra đánh ở đây hai trận hai trận ít kim là được cho nên tôi thấy là chỗ AFK đó chắc là Amin sẽ phải tăng số kim cương lên thôi chứ để như vậy thì ai mà đi tôi hết thẻ rồi chắc không mua nữa đâu hồi nãy tôi mua hết cái tiết anh em cho nên là đi cho nên là mới được như vậy nói chung là có thể cài được mà bạn có được một số robot bé bé xinh xinh thì bạn có thể cài được ngon rồi thôi thì uh, bye bye anh em hẹn gặp lại ở video tiếp theo.